Chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh Trai Phố Núi. Hôm Trai Phố Núi thả chú chim trà màu non ở trong cái lồng này nhé. Trước Trai Phố Núi bắt vào cái lồng này để những chú chim bố và chim mẹ nó chăn. Thì nó bầy kèo nhiều quá thì thả đi thôi, vì nó thương xót cho nó quá. Đây, cái tổ mình nhốt vào trong lồng này nhé các bác nhé. Chuẩn bị thả nhé. Nhốt được mấy ngày nha các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ thả chú chim này và một con rắn nữa, con rắn ráo. Tội nghiệp cho nó quá, thả đi, thả nó về với tự nhiên. Mình nhốt nó tìm kẹp nó không thấy hay cho lắm. Thả đi. Đâu, từ để cho các bác xem chú này là trống hay là mái. Chim non nhé các bác nhé. Cái gì đó chim mình được, chim bố mẹ nó vẫn về mớm mồi thì chú rất khỏe luôn. Treo cái này lên để chú tự bay nhưng không không kéo ra đâu. Mắc kiểu gì chặt tìm được lối thoát. Bởi mình treo nó lên, mình đuổi nó ra. Sang bên này đuổi nó ra nhé. Đấy, nó ra rồi kìa. Ra cửa này. Kìa. Đi đi, bay đi em. Bay đi. Đến con mẹ nó bay về là mình thả luôn. Bay đi cu. Đi nào. Sao không ra? Này. Xem lại lần cuối. Đói rồi sao? Không thấy con mẹ về nhỉ?
Không bay, kiện ăn đi. Trên đấy tự, ở đây tự bay. Lúc nữa mình sẽ thả một con thần giáo nữa nhé. Mình sẽ thả sang cái vườn ngô bên kia.